Hello Kem, hôm trước thì anh đã xem được ở trên mạng một clip như thế này. Anh thấy nó ảo diệu quá, cho nên là anh đã quyết định mua về để kiểm chứng xem nó có đúng như người ta quảng cáo hay không. Kem nhìn này, trong này thì anh còn đặt được rất là nhiều các loại kẹo khác nữa. Chúng ta sẽ review luôn một thể nhá. Kẹo này có tên là kẹo mút in 3D bầu trời sao vũ trụ hành tinh không gian. Wow, một cái tên rất là mỹ miều luôn đấy Kem. Không biết là nó có đúng như là người ta quảng cáo hay không. Hồi hộp quá. Ta hãy cùng mở ra xem nhá. Cho Kem xem trước này. Ê, anh thấy sơ sơ là cũng khá giống rồi đấy. Đó, Kem thấy chưa? Nhìn sơ qua thì có vẻ khá là đẹp đấy. Nhưng mà nó cũng thực sự là nó không quá to như là người ta quảng cáo đâu. Anh sẽ lấy đại một cây ra nhá. Bóc ra xem nào. Bóc cả cái bọc bóng này ra, nhìn mới rõ được. Anh cứ tưởng nó bị đục đục là do cái lớp ni lông, nhưng mà hóa ra viên kẹo này nó cũng không trong suốt. Không phải, nó không trong trẻo được như những gì anh nghĩ đâu. Nếu mà trong ấy thì chúng ta sẽ nhìn rõ được ở phía trong hơn. Nhưng mà Kem nhìn này, cái lớp ở ngoài nó khá là đục, và bên trong thì nhìn cũng không rõ lắm. Nói chung cái hình ảnh của nó chắc chỉ được khoảng 50% so với trên mạng thôi đúng không Kem? Mặt phía sau này thì đen xì, không có gì cả. Chỉ có mặt phía trước này là có in hình nhưng mà mờ quá. Mà có bạn nào biết đây là hành tinh gì không? Đây có thể là một cái hệ mặt trời giải ngân hà gì đấy. Hoặc cũng có thể đây là sao hỏa. Hoặc là một cái ngôi sao nào đấy. Và anh nghĩ là cái kẹo này chắc nó cũng không ngon đâu. Bởi vì cái giá của nó thì cũng rẻ mà. Cái hộp này anh đã mua với giá là 88.000. Mà được hẳn 10 cây. Thế thì một cây chắc khoảng 8.000. Mà người ta còn làm được đẹp như này. Thực ra là cũng không đẹp lắm đâu, nhưng mà cũng tạm chấp nhận được. Thế cho nên là anh cũng không kỳ vọng lắm vào cái độ ngon của nó đâu. Nhưng mà cũng được phết đấy. What? Ừ. Không thua kém thì Chupa Chup nhá, thậm chí nó còn thơm hơn nữa cơ. Wow. Đấy. Ngon, mỗi tội là hơi dính. À, phát hiện rồi nha. What? Sau khi ăn xong rồi chúng ta mới nhìn thấy rõ hơn. Đấy, lần này thì anh đã thấy rõ hơn rồi này. Không biết Kem nhìn rõ không? Nhưng mà nói chung so với những cái hình ảnh mà người ta quảng cáo ấy, thì nó cũng chỉ được khoảng 50-60% thôi đúng không Kem? Anh không nghĩ là nó giống 100% đâu. Nhưng mà liệu anh có khắt khe quá không ta? Tại vì á, nó ăn rất là ngon. Cái hương vị nó hài hòa khủng khiếp. Nó ngọt mà ngọt thanh. Rất là dễ chịu luôn ấy. Ăn hoài mà không thấy ngán. Nhưng mà ăn một cây này thì sẽ rất là lâu. Anh thử mở thêm cây thứ hai em nào. Ôi, cái kẹo này thì cũng không đẹp lắm đâu. Kẹo màu xanh này này. Đây, các em có thể thấy là chúng ta không thể nào nhìn rõ được những chi tiết ở bên trong đúng không? Nó rất là đục và chúng ta chỉ có thể nhìn thấy được một cái màu xanh ngọc thôi. Cái này có vị khác luôn ấy. Vị nó chỉ lệch đi một xíu thôi. Nó không khác nhau hoàn toàn. Anh sẽ thử ăn một lúc nữa xem là cái kẹo này nó có trong suốt hơn không. Ví dụ như cây này bây giờ đã thấy rất là rõ rồi này. Đó, như này thì mới giống quảng cáo chứ đúng không Kem? Đẹp lắm luôn. Đây nè, viên màu xanh này Kem. Kem thấy chưa? Phải ăn rồi mới thấy nó đẹp. Hóa ra là ban nãy cái lớp đường đục đục nó đã che phủ đi cái vẻ đẹp bên trong của cái viên kẹo này. Anh còn nhìn thấy những cái bong bóng nhỏ li ti ở bên trong cây kẹo, giống như kiểu là những viên đá quý vậy. Óng à óng ánh luôn ấy. Nói chung là anh vẫn đánh giá cao cái kẹo này hơn là cái kẹo hình con mắt. Kẹo hình con mắt nó rất là đáng sợ, rất là ghê luôn. Và chắc chắn là để sản xuất ra được những cái cây kẹo như này thì rất là kỳ công, không phải là đơn giản đâu. Yes. Không biết người ta đã dùng cách gì mà có thể vẽ được giải ngân hà ở trong viên kẹo mút được nhỉ? Đỉnh thật. Cái này chắc là giải ngân hà này bởi vì nó có màu tím. Huyền bí chưa? Đó, các em thấy sao? Có đáng để chúng ta trầm trồ không? Yes. Anh thấy là cái viên này đẹp tuyệt vời luôn ấy. Ở đây thì vẫn còn rất là nhiều viên đẹp nữa, nhưng mà anh không thể bóc ra được bởi vì anh còn hai viên kẹo anh chưa ăn xong. Nếu mà bóc ra nữa thì rất là lãng phí. Mặc dù anh cũng muốn cho các em chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của những viên kẹo này lắm, nhưng mà thôi, chúng ta cùng chuyển qua những cái loại kẹo khác nhá. Trên tay anh là một cái hộp bánh gấu râu cực kỳ đẹp luôn. Wow. Tại sao người ta có thể làm được một cái hộp bánh dễ thương như thế nhỉ? Nhìn không nỡ ăn luôn á. Các em nhìn bên trong nè, người ta cầu kỳ tỉ mỉ đến từng cái chi tiết nhỏ luôn á. Wow. Cái hộp bánh ra mà thấy đã luôn. Nhưng mà cái bánh này thì
Nhìn cũng chấp nhận được. Anh sẽ mở nó ra xem là ở bên trong nó có màu sắc đúng như hình hay không nhá. Không giống rồi, treo đầu dê bán thịt chó rồi. Này các em nhìn này, cái bánh ở trong hình rõ là đẹp, cái bánh ở bên ngoài nhìn không có đẹp nào. Hơi bị thất vọng nha. Ở bên trong cái bánh ấy thì nó lại có màu hồng hồng nhạt và lớp nhân màu trắng. Lớp nhân hình như là một lớp kem. Khi mà anh mới cắn vào một cái thì xộc lên mũi anh là một cái mùi dâu. Đúng là mùi của gấu dâu. Mùi này là mùi của gấu dâu hả? Người ta đã thịt gấu dâu và đóng gói vào đây sao? Chắc không phải đâu. Thơm quá. Nói chung là cái bánh này nó không bị cứng, nó rất là giòn. Và giòn giòn kiểu giòn tan ấy. Chúng ta ăn như kiểu là cái bánh quy nó rất là nhẹ. Mặc dù cái bánh quy này nó dày nha, nó không mỏng nha. Nhưng mà khi mà cắn vào thì cho cái cảm giác như là giòn tách tách ấy các em ạ. Đã lắm luôn ấy. Wow. Anh thử bóc một cái khác xem là nó có giống cái cũ không nhá. Đó, y chang. Bên này các em này. Vậy là nó có một vị thôi. Chắc là mỗi một vị dâu của gấu dâu thôi. Đúng rồi. Nói chung là cái bánh này nó ăn rất là ngon. Cái nhân còn có vị hơi chua chua nhẹ, tạo cho chúng ta cảm giác như kiểu là đang ăn dâu thật ấy. Anh sẽ chấm cho cái hộp này 9 điểm. Còn hộp kẹo mút này là được 10 điểm. Tiếp theo sẽ là gói sô-cô-la có quả dâu bên trong. Đây, không hề bốc phét. Sô-cô-la có quả dâu bên trong. Anh sẽ kiểm chứng xem là có thật như vậy hay không nhá. Bây giờ làm thế nào nhỉ? À, đúng rồi, anh sẽ cắt. What? Có thật này. Wow. Có thể là cái đường cắt của anh không được ngọt lắm cho nên là nhìn cái trái dâu này nó không được rõ. Nhưng mà có trái dâu ở bên trong thật. Không biết đây là dâu gì. Có thể đây là một quả dâu khô. Người ta đã làm khô quả dâu xong người ta nhét vào trong cái kẹo này. Wow. Vậy thì đây đúng chuẩn là kẹo dâu luôn đấy. Nhưng mà anh cần phải ăn thử để kiểm chứng nó đã. Bên ngoài một cái lớp sô-cô-la rất là dày. Sô-cô-la trắng lại cực kỳ thơm nữa. Chua. Đúng rồi, dâu thì phải chua chứ. Cái lớp bên trong hình như dâu thật đấy các em ạ. Dâu người ta làm khô ấy. Dâu sấy khô. Lớp sô-cô-la trắng ngon thật luôn ấy. Nó rất là nồng nàn. Nó không quá ngọt. Anh vẫn thắc mắc không biết nó có phải là dâu không. Anh cắn thì thấy cảm giác như nó sơ sơ. Cũng không giống như là dâu lắm. Hay là dâu sấy thì nó như vậy ta. Nhưng mà ngon thật. Không ngờ cái kẹo này nó lại ngon như thế. Anh phải xem anh đã mua nó với giá bao nhiêu đã. Gói này 60.000. 2, 4, 6, 7, 8, 9 viên. 60.000 được có 9 viên. Mỗi viên hơn 6.000 một tí. Tính ra là nó đắt gần bằng kẹo mút. Nhưng mà cái điều đặc biệt của nó ấy, là nó được phủ sô-cô-la. Với lại bên trong nó là một quả dâu. Đấy, đấy là cái điểm ăn tiền ấy. Mặc dù nhìn như này nó không được đẹp đâu. Nhưng mà khi mà chúng ta bổ ra ở bên trong thì nó rất là đẹp đúng không Ken? Yes. Và theo như anh thấy thì cái kẹo này nó cũng không thua kém gì cái cây kẹo mút ban nãy anh ăn đâu. Anh cũng chấm cho nó 10 điểm. Xuất sắc. Tiếp theo là kẹo marshmallow. Marshmallow gấu dâu. Tự nhiên lòi ra một cái bịch màu xanh ở đây. Anh sẽ ăn nó trước. Đấy, kẹo marshmallow nó phải mềm như thế này chứ. Chứ như cái kẹo marshmallow sấy mà hôm trước anh ăn ấy. Khi ăn thì nó sẽ làm mất hết cái vị ngon và vị đặc trưng của kẹo marshmallow. Cái này mặc dù mềm đấy nhưng mà nó cũng hơi bị khô. Nó không được mướt như là những cái kẹo marshmallow mà anh thường ăn đâu. Bên trong có một lớp nhân này các em. Wow. Cái này mà nướng lên thì ăn tuyệt vời luôn đấy. Cũng là nhân của gấu dâu. Và nó chỉ ngọt và hơi chua chua. Cái vị ngọt cũng xuất phát từ cái nhân này. Và cái vị chua cũng là từ nhân. Còn cái lớp marshmallow bên ngoài ấy, thì gần như là không có vị gì hết. Rất là thơm. Thơm mùi đặc trưng của marshmallow không thể nào lẫn vào đâu được. Nói chung nó ngon ấy là do cái nhân thôi. Còn cái kẹo marshmallow thì chúng ta ăn cái nào nó cũng như nhau. Nhưng mà cái này anh đánh giá cao bởi vì cái nhân của nó có hương dâu. Anh nhận xé ra mời các em nhé. Khá là ngon đấy. Cái này thì anh sẽ cho 9 điểm rưỡi. Và cuối cùng là cái gói kẹo xoài lột vỏ. Gói này là của Trung Quốc thì phải. Các em đừng có thắc mắc là tại sao anh lại mua mấy cái loại kẹo chẳng liên quan gì đến nhau nhá. Bởi vì shop có bán cho nên là anh mua kèm thôi. Nói chung là một công đôi việc ấy mà. Anh cũng vừa tiết kiệm được phí vận chuyển. Mà cũng có nhiều loại kẹo để review hơn cho các em xem. Yes. Có nhiều bạn thì nói với anh là anh hãy review kẹo bóc vỏ xoài của Đại Long hay của một cái hãng gì đấy của Việt Nam đi. Bởi vì cái đấy nó rất là nổi tiếng. Anh thì cũng chưa mua về review nữa. Nhưng mà anh thấy cái này nó cũng khá là hay. Có khi cũng cùng loại ấy chứ. Anh thử bóc ra cho các em xem là có giống hay không nhá. Thực sự là cái đầu của nó không có chỗ để cho chúng ta lột vỏ luôn á. Chúng ta phải dùng cái móng tay để cấu á. Ủa?
What? Hoài nghi nhân sinh nha. Hình như đây không phải là kẹo lột vỏ. Có gì bên trong đâu. Trong có một lớp nhân thôi. Đây không phải là kẹo lột vỏ nhá kẹo. Hớ rồi. Nhưng mà nó rất là thơm. Nó thơm như cái mùi xoài. Không phải xoài chín mà mùi xoài keo, xoài xanh ấy. Cái mùi xoài ương ương sắp chín ấy. Y chang cái mùi này luôn các em ạ. Ăn thì cái hương vị của nó rất tự nhiên. Còn cho anh cái cảm giác hơi chua chua nữa. Nói chung là cái vị chua mà mấy cái kẹo này làm nó rất là chân thực. Ngon thật. Không hề có mùi đường hóa học. Không hề có mùi chất bảo quản. Nhưng mà khoan, cái bọc kẹo này thì anh thấy hơi bị ghê đấy. Bởi vì á, nó toàn chữ Trung Quốc. Với lại nó không có thương hiệu. Chúng ta không thể biết được nguồn gốc xuất xứ của nó. Cũng như không thể nào kiểm định được chất lượng của nó. Thôi thì ăn ít vậy. Nhưng mà nó ngon. Có bạn nào biết là cái kẹo này có dính phốt gì hay là có bị làm sao không thì nói cho anh biết để anh còn không ăn nữa nhá. Còn không thì anh thấy ngon quá, mỗi ngày anh lấy vài cái ăn là cũng hết đấy. Nếu mà có vấn đề gì thì bình luận ở phía bên dưới cho anh biết ngay nhá. Còn bây giờ thì video của anh đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các em thích video này hãy cho anh một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè nhé. Bye bye các em.